Cô chú ơi, Chay đang làm tóc cho mẹ. Nói đi. Cô chú ơi, con sao? Lớn lên. Con gì? Con đang làm tóc cho mẹ. Chay, what are you thinking? What are you thinking? I'm just pretending. Oh, you're just pretending. Pretending what? I get your hair. You got my hair. Rồi bây giờ con thắt bính cho mẹ đi. Thắt bính đi. Thắt sao cái tay phải làm sao? Thắt bính sao? Trời ơi, cái tay sao móng tay đẹp quá. Màu đẹp ghê. Hông tóc mẹ miếng này. Hông tóc mẹ cho cô chú thấy coi coi con yêu mẹ, con yêu mái tóc của mẹ sao. Trời ơi, trời ơi. Không có trán mẹ miếng này. Không lên trán của mẹ miếng này. Mommy, what's your face? Hả? What's your face go? I don't know. Nói tiếng Việt đi. Face go, mẹ. Mẹ ơi, cái mặt mẹ đâu rồi? Cái mặt mẹ đâu rồi? Cái mặt mẹ. You scare me. Ồ, mẹ làm con sợ hả? I need more hair, mommy. Con gái thương mẹ không cô chú? Ngày mốt, mai mốt là mẹ nhổ tóc xấu hai chị em tóc bạc như nhau. Please still, mom. I said please still, mom. Làm sao? I said please still. Ok, mẹ ngồi im. Mẹ ngồi im, mẹ ơi. Ủa, nó nghe này bị bệnh hay gì vậy? Không. Có bị bệnh không? Không. Vậy sao cái mũi hơi thịt 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 vậy? Có bệnh không? Trời ơi, con nó dơ chưa? Con nó dơ chưa? Cô chú thấy nó ở dơ là nó là nha. Nó là trùm ở dơ, tự nhiên nói cái nó lấy cái mũi nó quẹt tôi là nó ở dơ, dễ sợ không? Hồi nãy Chay ngủ á, mày nhớ chưa? Chay dơ quá. Ủa dơ quá à. Ê, oops, are you okay? Con có sao không? Con có sao không? Không có hả? Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Nó có đứa bụng không bên này? Không bụng bên này. Không. Không bụng có YouTuber bên này. Only just me. À, giờ bên này hả? Ok, giờ bên này để quay cho cô chú coi thấy không? À. Nhìn cô chú, cái cô chú nhìn cái mặt mẹ bư bư không, nó ghê quá. Đúng rồi. Con nói cô chú ơi. Con nói cô chú ơi. Con yêu cô chú lắm. Nói. Nói. Yêu lắm. Con yêu cô chú lắm. Nắng hạ đi. Mây trôi lang thang. Mẹ ngồi im. Mẹ ngồi im, mẹ ơi. Ừ. Mây trôi lang thang. Mẹ ngồi im, mẹ ơi. À, mẹ ngồi im mà mẹ hát chứ mẹ đâu có làm gì đâu. Mẹ ngồi im. Ngồi im nè. Nắng hạ đi. Mây trôi lang thang cho hạ buồn. Coi coi đốt đời. Mommy, I just been doing it. Con làm tóc mẹ. Con nói mẹ ơi ngồi im. Mẹ ngồi im, mẹ ơi. Để con cột tóc cho mẹ. Con cột tóc cho mẹ biết, mẹ ơi. À, cột tóc bự luôn hả? Dữ. Con cột cho mẹ dảnh cao cao giống con coi. Biết làm không? Đâu có chịu. Wow. Make up. Ừ, trời ơi, nó lấy tóc tôi đó để nó làm trang điểm coi được không? Trời đất ơi. Vui không? Vui à. Con vui là được rồi. What's in my room? Oh, is that your room in there? Trời ơi, nhìn vô cái điện thoại nó nói mẹ, cái phòng của con kìa. Trời ơi, được không? Đạt, không, thôi nghỉ chơi, nghỉ. Không chơi nữa, thôi. Mommy, I want second. No, nhưng mà con phải xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Không có chơi vậy nghe chưa? Okay.
Dạ mẹ. Dạ mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có chơi dơ nha. Có con này. Mấy con nở dơ giống cô chủ quay. Nó dơ dữ lắm á. Đó, đó. Bây giờ làm cái lưỡi cho cô chú coi nè. Bây giờ làm cái lưỡi cho cô chú coi nè. Hả nô. I touch your mouth. You touch my mouth. No, you touch my tongue. No, I touch your mouth. Ôi, nói tiếng Anh chuẩn rồi ha. Ê, nói nghe nè. Bây giờ á, để mẹ nói cho nghe nè. Bây giờ mẹ nói cho nghe nè. Cái chữ F á, cái chữ F trong mà cái âm nhạc á, cái chữ forte có nghĩa là gì? Forte. What does forte mean? Forte mean loud. Loud. Đúng rồi, forte means loud. Loud. Đúng rồi. Con nói đi forte. You body listen. JD, can you say music? Listen, Jay, con nói đi, Jay, con nói music. Mommy, don't look at your chin. You're dying. Con nói đi, music. Music, dying sheep, music. Mm-hmm. Mommy, look at you, you're a doll, mommy. Trời, nó nói mẹ nhìn mẹ kìa, mẹ giống như búp bê. Có được rồi, không nói kêu tôi búp bê. Búp bê. Con nói nè, búp bê. Búp bê. Bay boobies. Đó, đó là bậy các bạn. Không có nói tầm bậy trên YouTube nha. Không có nói tầm bậy trên YouTube nha. Con nói đi. Nói đi búp bê. Con chay này nó lớn lên nó chơi dơ lắm nha cô chú nha. Nó nói tầm bậy nữa. Mày đây nè. Con nói nè. Mommy, you're dolly. What? You're a dolly sheep in makeup. Nó giống mỉa vậy. Nó nghe nè, con nói gì? Búp bê. Búp bê boobie. Thôi nghỉ chơi với chơi, không chơi chơi nữa. Không chơi chơi nè. I'm sorry. Nhưng mà nói đàng hoàng, búp bê. Búp bê. Không tình yêu. Không tình yêu, búp bê. Búp bê không tình yêu. Chay là búp bê không tình yêu. Đúng không? Tại vì chay nhìn giống búp bê, mà chay đâu có yêu ai đâu. Ồ, chay có yêu ai không ta? Nhưng mà con có yêu ai không? Con nói cái gì mẹ không hiểu gì hết trơn. Nhưng mà con có tình yêu không? Con có yêu ai không? Mẹ. Ồ, con yêu mẹ hả? Con yêu ba nữa. Yêu ai nữa? Rồi yêu ai nữa? Yêu Audrey. Yêu Audrey. Rồi yêu ai nữa? Yêu ba. Yêu ba. Rồi ai nữa? Who else? Ai nữa? Em Boobies. Trời, yêu ai nữa? Yêu bà gì? Yêu bà đi lo. Yêu bà đi lo rồi hả? Nó nói nó yêu bà đi lo rồi nữa cô chú. Rồi yêu ai nữa? Bà gì Việt Nam á? Bà nào ở Việt Nam? Không biết luôn. Sự có xạo. Bà. Rồi con yêu bà gì nữa? Con yêu bà YouTube. Ồ, con yêu bà YouTube. Ủa, YouTube là bà hả? Yeah. Rồi. Chứ gì, con yêu ai nữa? Bà gì Việt Nam? Con yêu yêu ai nữa? Con suy nghĩ cho mẹ coi coi. Who else you love? Chị đi. I love Chay à, mẹ nghĩ chơi Chay á. Yes, yes. Con yêu mẹ nè, con yêu ba nè, con yêu Audrey nè, con yêu bà Dolores nè, con yêu ai nữa? Audrey. Ai nữa? Audrey. Rồi yêu Audrey rồi, còn yêu ai? Yêu cô gì? Yêu cô Annie. Ôi, yêu cô Annie luôn hả? Yeah. Yêu cô gì nè? Cô gì nè? Cô gì trong video? Cô gì? Cô chú. Đúng rồi, cô chú đúng rồi. Cô chú. Cô chú đúng rồi. Cô có chú. À, cô có chú đúng rồi. Rồi, con có yêu ông bà không? Không. Thì sao ạ? Ông bà với cô chú là đi giống nhau. Không. Giống nhau. Mua hết luôn. Làm cho nó nè. Con yêu hết luôn. Con yêu hết. Đúng rồi. Con yêu cậu. Con yêu Bali. À, con yêu cậu, con yêu Bali. Rồi ai nữa? Em. Nghỉ chơi ạ.
Rồi con yêu, con yêu bà gì? Bà gì? Bà gì? Bà ngoại. Bà ngoại không iPad của con. Không, nhưng mà con có con. Nhưng mà rồi hết yêu rồi phải không? Rồi thôi bye bye cô chú đi. Con iPad please. iPad của ai? iPad của mẹ. Mẹ đâu có iPad. Mẹ có. Mẹ. Okay. Không, bây giờ con yêu ai nữa nè? Con yêu. Listen. Con yêu. Mom, listen. Listen sao? I can you hear and the. Okay. Okay. Yêu. JD, don't play like that. Nó là chuẩn bị 3 tuổi rồi nha cô chú nha, tuổi lên 3 nè nha. Bữa giờ mới có 2 thôi. Bây giờ cái năm mà đúng lên 3 tuổi là cái năm này là năm là dữ dội nhất nè. Năm giang hồ nhất nè. Khủng hoảng tuổi lên 3 là cái tuổi này nè, nó đang là tuổi chuẩn bị cực khổ rồi nha cô chú nha. Ôi mẹ. Cái gì con? Mẹ con thích kìa. Nói nghe nha. My people. My people, okay. Your people. Who are your people? In my legs. You wanna nói tiếng Việt coi. In my legs. Nói tiếng Việt. In my legs. Cái chân của con. Cái chân con mẹ ơi. Thôi chơi chạy về Việt Nam ở với bà ngoại đi. Không. Đi Việt Nam ở bà ngoại đi. Không mẹ ơi. Ủa chứ con muốn đâu? À con muốn ở với mẹ hả? Dạ. Thôi đi Việt Nam ở bà ngoại đi. Không, mẹ ơi. Không chịu à. Ok vậy ở vậy con ở đây với mẹ ha. Nhưng mà cũng phải ngoan nghe chưa? Rồi, nhưng mà biết sao? Ôi dạ. Biết sao không? Đi về Việt Nam có Bali ha, có Vincent ha, rồi có đi water park ha, rồi đi điện máy xanh qua ha. Có đi điện máy xanh qua không? Điền mái xanh qua bóp mũi bóp mũi. Điền mái xanh qua bóp mũi bóp mũi. Đừng dừa chèn. Dạ. Đâu rồi đâu rồi. Ăn gà này đâu rồi. Ăn gà này bách vô hả. Ăn gà này bóp vô nose. Ôi trời ơi, con gái của mẹ từ hồi sáng giờ đi đâu bò mẹ. Chạy. Từ hồi sáng giờ con đi mô rửa. Chạy, con trả lời mẹ đi từ hồi sáng chưa con đi mô. Chạy. Con có hiu mẹ hồi còn gì không? Chạy. Từ hồi sáng giờ mới đi mô rửa. Mà chứ mẹ về. Rồi mấy con nói it's me mommy. What? Where did you go? Mom, he's a dinosaur. Trời ơi, nó đi, nó lết. Nó lết từ nhà bà đi lo rệt. Nó lết qua tới nhà Adri, nó đi chơi giờ tới 7 giờ rưỡi tối nó mới bước về nhà. Nó bước về nhà, nó chưa có kịp chào hỏi ai, nó chưa có kịp nói năng gì, nó ngồi xuống nó lôi đồ chơi, nó ra chơi tiếp. Chơi gì mà cứ thế chơi từ sáng tới chiều vậy, hả? Con mới biết là từ sáng giờ mẹ lo biết bao nhiêu công chuyện. Rồi mẹ phát quần phát áo cho mình để ngày mai mình đi đâu. Đây nè. Mấy này chùi mũi coi. Ngày mai mình đi đâu con? Dinosaur. Ngày mai đi dinosaur hả? Ngày mai đi princess luôn. Ngày mai đi princess hết princess luôn. Đúng rồi, princess gì? Princess hết luôn. À mua hết luôn. Hết luôn. Say hi, daddy. Give him a hug. Okay, wanna see it? Yeah. Trời ơi, nó I love you nữa chứ ông nội ơi. Nó ôm ba, nó I love you, có được không? Yeah.